Làm thế nào để đánh giá sức khỏe của thận? Chức năng chính của thận là lọc nước trong cơ thể, lọc các chất thải chuyển hóa và chất ô nhiễm, hình thành nước tiểu, thúc đẩy bài tiết trơn tru, đi tiểu nhiều hơn khi uống nước là thận tốt hay yếu. Đi tiểu là hiện tượng sinh lý bình thường của cơ thể con người, là con đường chủ yếu để thận chuyển hóa chất thải và lượng nước dư thừa. Khi đi tiểu, cơ thắt bàng quang co bóp khiến nước tiểu được thải ra khỏi bàng quang và ra khỏi cơ thể qua niệu đạo. Đi tiểu rất quan trọng đối với sức khỏe con người vì nó giúp loại bỏ chất thải ra khỏi cơ thể và duy trì cân bằng nước. Khi nước tiểu tích tụ đến một mức nhất định trong bàng quang, nó sẽ kích thích các thụ thể trong bàng quang, gây ra cảm giác buồn tiểu. Tín hiệu sung được truyền qua dây thần kinh đến trung tâm tiểu tiện của não. Não đưa ra hướng dẫn để thư giãn cơ vòng bàng quang và co thắt niệu đạo, từ đó tống nước tiểu ra khỏi cơ thể. 1. Quan sát màu sắc, mùi của nước tiểu. Nước tiểu khỏe mạnh là nước tiểu có màu vàng nhạt, trong và không mùi. Nếu nước tiểu của bạn có màu sẫm, đục và mùi hôi thì đó có thể là dấu hiệu của chức năng suy thận giảm. 2. Chú ý đến tình trạng phù nề. Khi thận bị tổn thương, cơ thể có thể bị sưng tấy, đặc biệt là ở những vùng như mí mắt và chi dưới. Nếu phát hiện thấy sưng tấy không rõ nguyên nhân ở một bộ phận nào đó trên cơ thể, nên đi khám ngay. 3. Triệu chứng mệt mỏi. Chức năng của thận giảm có thể dẫn đến các triệu chứng như mệt mỏi và suy nhược về thể chất. Nếu bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, yếu đuối và không thể thuyên giảm sau khi nghỉ ngơi, thì có thể liên quan đến các vấn đề về thận. 4. Vấn đề huyết áp. Có mối liên hệ chặt chẽ giữa thận và huyết áp. Khi thận bị tổn thương, huyết áp có thể dao động bất thường. Vì vậy, việc theo dõi huyết áp thường xuyên có thể giúp phát hiện kịp thời các vấn đề về thận.